mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Em chào chị, chào tất cả các bạn. Em tên là Hồ Thị Hoài Thu, năm nay em 23 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào. Bên kia là Hồ Hoài Thu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Minh. Đang làm nghề gì? Em đang là nhân viên ở đây. Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi, có người yêu rồi? Dạ chưa. Có rồi? Chưa. Có rồi? Chưa. Hồi xưa giờ có chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Chưa. Chưa một lần nào có người yêu? Dạ. À đấy. Sao chưa bao giờ vậy? Có người yêu. Có khiếm khuyết gì không? Do chưa đạt đủ tiêu chuẩn của em. Hả? Chưa đủ ba tiêu chuẩn của em được ra. Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất là bạn nữ phải cao trên 1m60. Cái thứ hai? Phải có nụ cười đẹp, có đôi mắt nai. Mắt nai. Mắt đầu được không? Thí dụ giống ai nè? Em có hình, em có hình mẫu. Hình mẫu luôn? Dạ. Rồi đây, đưa coi. Đi xem người yêu rồi kiếm có hình mẫu luôn. Còn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à? Trời ơi, làm dấu luôn ơi. Cô gái phải có má lúm đồng tiền, cái này làm dấu luôn nè. Rồi có nụ cười như cô này nè. Cái gì vậy trời? Rồi có đôi mắt như cô này nè. Có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy đó lại thì không nghĩ luôn á. Bạn lựa ra trường chuẩn đó từ lúc nào? Từ khi bước chân vào đại học. Tự nhiên sao lại đặt ra cái chuẩn như vậy? Tại vì em yêu thích cái đẹp. Em thích những cái đặc điểm như vậy nên em cố gắng tìm kiếm những người được như vậy. Giống hệt vậy mà lớn hơn em 10 tuổi được không? Dạ cũng được. Nè chị cũng có lúc đồng tiền là cưng qua đây. Còn hơn là đi thi cái gì mà xét duyệt gì mà làm thấy ghê luôn vậy. Em đừng có bị người ta áp đảo tinh thần nha. Giờ chị hỏi em, bên kia chưa có bạn gái đó, em có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Chưa luôn, từ đó giờ chưa luôn? Dạ chưa. Em có đem hình về tiêu chuẩn của em không? Dạ em thì không có yêu cầu cao về ngoại hình ạ. Cao hơn em thì khoảng từ 1m68 trở lên ạ. Em thích những người mà hiền lành á, không có nói nhiều lắm. Rồi em không thích bạn trai em những điều gì? Em không thích bạn trai của em hút thuốc lá. Bên kia có hút thuốc không? Dạ không. Rồi lớn nó mạnh mẽ quá. Tiếp nhìn em. Không dính dáng đến tai nạn xã hội ạ, như là cờ bạc, ma túy hút chích. Có không? Sao nãy dạ không mạnh mà giờ dạ cái gì suy nghĩ vậy? Cờ bạc thì cũng ít. Trời ơi. Không, lâu lâu mới chơi. Chơi cho vui. Còn không thích cái gì nữa nói hết luôn. Vũ phu ạ. Bên kia có đánh phụ nữ không? Không bao giờ. Rồi gì nữa em? Em muốn anh ấy là người thích chơi thể thao, nói chung là ưa vận động. Có không? Em có chạy bộ buổi sáng. Không, có. Chị tin bạn này có cái gì là nói liền. Còn không có là phải suy nghĩ. Không có ngồi trả lời nhanh là biết là có rồi đó. Bạn gái em đưa ra tiêu chuẩn như vậy, em cũng đưa tiêu chuẩn như vậy rồi. Nhưng mà hỏi em là em đưa tiêu chuẩn anh nghĩ rằng hơi cao đó. Em nghĩ rằng mình có tiêu chuẩn gì mà đưa ra tiêu chuẩn như vậy? Em có ưu điểm là không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mình không thực hiện được. Cho nên từ đó giờ em chưa bao giờ hứa gì hết trơn đúng không? Dạ tại không. Vì cái gì cũng có gì mình làm được trong khả năng của mình. Ví dụ là hứa. Cái gì? Tôi nói nghe thử rồi. Giả sử bạn rủ đi chơi mình nghĩ là hôm đó mình đi được thì mình vẫn đi. Phải hứa. Trời ơi. Còn đi không được thì bảo không được không đi. Có cái gì to lớn hơn cái vụ đi chơi nữa không? Không hút thuốc lá. Yêu động vật. Quan niệm sống của em như thế nào? Quan điểm sống em từng làm hướng đạo sinh. Vậy nên hả? Có những cái quan điểm là theo hướng đạo nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên của hướng đạo là trọng danh dự. Nguyên tắc thứ hai là yêu thương các sinh vật, loài vật, động vật. Và cái cuối cùng là hướng đạo sinh gặp khó khăn cũng vui tươi. Chị rất là thích cái hướng đạo sinh. Chị phải qua chị nhìn em để chị hỏi cái vụ này. Qua nhìn đi rồi biết. Hả? Bao nhiêu năm đi thương theo hướng đạo sinh rồi? Em đi từ năm lớp 7. Nãy em nói là cái gì? Quan trọng nhất là... Quan trọng nhất là trọng danh dự. Trọng danh dự. Hết sức là tự tin và bình tĩnh. Rất là hợp. Hợp. Hợp với cô bên này chứ không hợp với em. Hợp với cô bên này. Hợp cô đấy. Nè, lên quan coi cô ghi nha, coi sao nha. Em đưa ra những tiêu chuẩn nè. Nếu như mà thiếu một trong những tiêu chuẩn này, em có đồng ý không? Cũng có thể đồng ý. Ví dụ giờ là dáng đẹp nè,
nụ cười tươi nè, rồi má lúm đồng tiền nè, nhưng mà mắt dịch thì được, thiếu ví dụ vậy được. Nếu mà đã yêu thì chấp nhận luôn. Đúng rồi, vậy cần gì tiêu chuẩn ở đây? Xạo quá. Nếu mà yêu không có bốn tiêu chuẩn này được không? Không, suy nghĩ lại, lúc đó suy nghĩ lại. Mày hơi cứng rồi nha. Hãy là chính mình đi, hãy là chính mình đi. Đừng có thay đổi quan điểm. Gì vậy anh Trang? Gì vậy? Có vô được nào không? Giống dò vé số quá vậy. Số coi, sổ. Em coi bốn tấm hình này. Đi coi. Dáng này em có đáp ứng được không? Dạ, không. Thấy không những có đúng cái nào hết trơn á. Có tiêu chuẩn em không? Không. Anh coi so rồi đó. Còn em so thì tùy em. Rồi để kéo màn lên đi rồi cho anh ấy tự dò cái tiêu. Rồi kéo màn lên. 2 phút nhìn nhau bắt đầu. Dạ. Chào em. Lấy hình đó coi coi. Hả? Dạ không. Cậu nhớ đầu rồi hả? À, hôm nay em đi tham gia chương trình cùng với ai? Em đi với anh trai của em. Anh trai có trong phần của em không? Dạ có. Dám coi đồ coi mặt anh trai lắm hả? À, anh đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy, bây giờ anh gặp em rồi anh không có giống với tiêu chuẩn nào hết, anh có thấy thất vọng không ạ? Không, không hề thất vọng. Thì đặt tiêu chuẩn ra chỉ ông. Em nghĩ anh đủ tiêu chuẩn của em không? Ta đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Thấy tiêu chuẩn gì không hút thuốc rồi. Anh đáp ứng được gần như là hết tất cả. Hình như anh thấy anh có một cái tiêu chuẩn không đáp ứng á. Em yêu cầu là cao 1m68, anh có cao 1m65 rồi. Nhớ thầy hay gì kỹ vậy ta? 3 phân độn được. Tại vì em không cao lắm nên cái đó cũng không là vấn đề lắm. Hết thời gian. Đúng tiêu chuẩn thì có tiêu chuẩn nào? Có. Có mấy mấy tiêu chuẩn? Em thấy được một tiêu chuẩn rồi đó. Tiêu chuẩn nào? Đâu cười đấy. Có một tiêu chuẩn rồi hả? Chứ không, mới nhìn lần đầu mới thấy được tiêu chuẩn. Giờ chừng nào mới thấy hết bốn tiêu chuẩn? Tại nữ sao thấy hết. Xạo quá. Ngoại hình mà có vụ mới nhìn không thấy. Cái quan điểm của người ta vậy thì kệ người ta. Đi đâu cứ kiếm người yêu cũng cầm hình vậy là hay đó. Ừ. Ha. Rồi, và để tay vô nút bấm. Tay kia anh ơi. Đây. Đây này em. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định. 1. Ngồi tướng đẹp quá vậy. 2. Ba. Thời gian. Tôi mệt với anh lắm nha anh. Dạ. Suy nghĩ sao bấm. Dạ. Thì phải tìm hiểu chứ anh. Bây giờ thì cũng có được nét mà có nụ cười đẹp thì em phải tìm hiểu coi. Chỉ khoái cái nụ cười đẹp thôi hả? Dạ. Ông nào ngoại hình cũng cân đối chứ anh. Vậy thôi dẹp ba hình này đi ông nội. Nè lấy anh. Lấy cái hình nụ cười đẹp thôi. Rồi bỏ túi hình này đi. Tặng cái người này người khác là tặng cái gì? Trời ơi cái gì vậy? Bỏ túi này đâu ấy nha. Còn em sao? Em nghĩ là anh ấy là người mà có thể giúp em hiểu biết hơn về cuộc sống. Tại vì thấy anh ấy có vẻ quan tâm đến những cái đạo lý trong cuộc sống cái gì nè. Em nghĩ là anh ấy hiểu biết nên là có thể sách vở quá có làm theo được đâu, đọc như vậy đó mà có hoàn thiện dám đâu. Đây là người sâu sắc đó bạn. Người sâu hơi háo sắc chút xíu thôi. Thôi cũng là chúc mừng hai bạn đã tìm được đến với nhau ở cái bước ban đầu. Đây là hôm nay có cuốn sách ái tình rồi đó, thấy chưa? Và hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong cái con đường tình cảm của mình. Chúc mừng hai bạn và cảm ơn. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên TikTok nhé.